Kính thưa đại chúng, và chúng con xin được giới thiệu với đại chúng hiện diện trên pháp tòa ngày hôm nay của chương trình Ánh Sáng Phật Pháp. Ngài hiện là Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Phó ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận, hội viên của Hội Thiền học Bắc Truyền thành phố Hồ Chí Minh, và Ngài cũng là trụ trì của Thiền viện Trúc Lâm Chánh Tiện. Chúng con một lần nữa xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Đạt Ma Khế Định. Kính thưa đại chúng, chư tổ có dạy bài kệ vô thường rằng: ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần, như cá cạn nước có gì vui đâu. Đại chúng hãy siêng tinh tấn, như cứu lửa cháy đầu, nhớ nghĩ vô thường, chớ có buông lung. Và hôm nay ban tổ chức của chương trình Ánh Sáng Phật Pháp tại khóa tu một ngày Chùa Hoằng Pháp chúng con có cung thỉnh trên Thượng tọa sẽ từ bi giải đáp các thắc mắc trong việc tu học của quý Phật tử, để từ đó quý Phật tử có thể nương vào lời dạy của Thượng tọa mà tinh tấn hơn trên con đường tu học, không để thời giờ luống qua vô ích. Và giờ này chúng con xin trên Thượng tọa giảng sư để bắt đầu chương trình Ánh Sáng Phật Pháp sáng hôm nay. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng tọa, kính thưa đại chúng, chúng con xin phép đi vào câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên như sau: con đã thọ 5 giới, nhưng con tự thấy mình chỉ giữ được 3 giới. Giới thứ nhất và giới thứ 5 con không giữ được. Như vậy có đúng với tinh thần thọ giới và giữ giới không ạ? Và nếu con phát nguyện giữ được hết 5 giới thì con có phải thọ giới lại hay không? Con kính bạch trên Thượng tọa từ bi giải đáp cho con được rõ. Và giờ này chúng con xin cung thỉnh trên Thượng tọa. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái vọng về Hòa Thượng Viện Chủ tại Chùa Hoằng Pháp. Kính bạch trên Thầy trụ trì cùng quý thầy trong ban tổ chức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thật là một cái duyên thù thắng ngày hôm nay chúng tôi về đây để truyền tải một số Phật Pháp mà quý vị Phật tử có điều nghi vấn. Thì câu thứ nhất vừa rồi Đại Đức có nêu lên, thì trước khi mà đi vào câu thứ nhất thì chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là cái phần giới lực như thế nào. Thường thường hàng ngày quý Phật tử tụng kinh, người xưa ta nói kinh là lời của Phật, mà giới là hạnh của Phật, mà thiền tức là tâm của Phật. Thiền có nghĩa là chẳng hạn như quý Phật tử mà niệm Phật hay là trì chú thiền định gì đó gọi là tâm của Phật. Trong Kinh Di Giáo Phật dạy một điều như thế này: sau khi Như Lai nhập diệt, các ông phải tôn trọng và quý kính Ba La Đề Mộc So, tức là giới lực như đêm tối gặp ánh sáng, như người nghèo gặp của báo, như khát được uống, như đói được ăn. Giới này là thầy của các ông khi Như Lai nhập diệt. Có nghĩa là vào cái thời Đức Phật mình lấy Phật làm thầy của mình, gọi là đạo sư Sư là thầy, đạo là con đường. Phật quý như một người dẫn đường cho mình. Thì bây giờ Phật nhập diệt, hay nói khác hơn là Phật nhập Niết Bàn, thì lấy ai làm thầy? Phật dạy cho Tôn giả A Nan lấy giới làm thầy. Vì sao lấy giới làm thầy? Vì giới là thuận với dòng giải thoát, cho nên gọi là Ba La Đề Mộc So. Quý vị biết rồi, đặc biệt nhất tinh thần của nhà Phật, quý vị trước khi mà bước vào con đường này tu tập là trước nhất là phải giữ 5 giới, kế là xuất gia như chúng tôi là phải giữ 10 giới là sa di. Sau khi một thời gian thọ tỳ kheo 250 giới. Bởi vì giới là nền tảng, là căn bản. Trong Kinh Bách Dụ Đức Phật kể câu chuyện Có một cái ông phú hộ này rất là giàu. Một hôm ông lên thành phố, ông thấy người ta xây cái nhà lầu 3 tầng, ông thích lắm. Rồi ông về quê, ông kêu thợ xây lại, ông nói vậy nè: tôi lên thành phố, tôi thấy người ta xây nhà lầu 3 tầng, nhưng mà tôi thích cái lầu trên nhất, còn tầng 1, tầng 2 tôi không thích. Cho nên ông làm cách gì ông xây cái lầu thứ 3 cho tôi thôi. Quý vị thấy được không? Phật nói cũng như thế. Mình muốn tu định, mình muốn tu tệ mà mình không có giới làm căn bản, giống như cái ông phú hộ thích cái tầng trên mà không chịu xây cái tầng thứ nhất, thứ nhì, tức là cái nền tảng căn bản. Cho nên trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật khẳng định ai sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống 1 ngày có giới tu thiền định. Như vậy là chúng ta thấy được rằng giới là căn bản, là nền tảng cho quý Phật tử. Xong ở đây quý Phật tử biết rồi, Phật tử này nói là bây giờ 5 giới mà con giữ được 3 giới, còn 2 giới được không? Bởi vì giới luật gọi là biệt giải thoát giới. Mình giữ giới nào mình giải thoát giới đó. Trong Kinh Bách Dụ kể lại câu chuyện có một cái ông này, ông lùa 100 con bò trên đường đi. Khi có một con bò rớt xuống vực thẳm, ông nghĩ rằng một con bò rớt xuống vực thẳm rồi, còn 99 con cái ông lùa xuống hết luôn. Thì quý Phật tử tháng này người ngu người trí, ngu người trí. Phật dụ cũng như thế. Khi mình thọ 5 giới, mình nghĩ rằng mình không giữ được 1 giới hoặc là không giữ được 2 giới, còn những giới khác cái mình bỏ luôn, mình giữ. Cho nên có những người giữ giới mà ta phạm 1 hoặc là 2 giới, gọi là giới ốm, giới khuyết, ráng cố gắng để duy trì gìn giữ giới. Vừa rồi tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện vui mà có thật. 2 vợ chồng người này, bà vợ bà tin tưởng Tam Bảo lắm. Rồi bà khuyên ông chồng đến chỗ thiền viện tôi quy y. Mới đầu ông chịu, cuối cùng ông chịu đến quy y. Thì khi mà truyền tam quy rồi, truyền ngũ giới rồi, 3 tháng sau bà vợ xuống bà nói: thầy ơi, chồng con quy y con mừng lắm, mà ông hiểu sao bây giờ ông uống rượu dữ lắm. Tôi điện thoại lên tôi gặp ông, tôi nói ông đã quy y rồi, tại sao ông còn uống rượu nhiều vậy hả? Ông nói thầy biết rồi, hồi bữa thầy truyền đến cái giới uống rượu, con gục mặt xuống con đâu có giữ. Giữ 3 giới, giữ 4 giới thôi. Rõ ràng, giữ 4 giới. Cho nên đây quý Phật tử này nói là không giữ được cái giới sát sanh, không giữ được cái giới uống rượu. Mà Phật dạy muốn đời sau làm người tốt, muốn đời sau gặp được Tam Bảo nữa. Chẳng hạn như đời sau quý Phật tử giữ cái giới là không trộm cướp, mà còn bố thí cúng dường, nên đời sau mình giàu. Không cướp gì nữa, không gì, không sát sanh, không trộm cướp, không nói dối, mình giữ được. Cho nên đời sau mình nói gì ai cũng tin tưởng hết. Giữ giới không tà dâm, đời sau gia đình mình rất là hạnh phúc, rất là an ổn. Mà quý Phật tử có thích rằng đời sau mình giàu có, nói gì ai cũng tin hết, gia đình mình hạnh phúc, mà mình bệnh liên miên luôn. Hoặc nói khác hơn là mình sát sanh nhiều, thì chắc chắn rằng cái tuổi thọ mình giảm. Và mình có thích rằng đời sau mình giàu có, mình sung túc, gia đình mình cũng rất là hạnh phúc, mà cái đầu mình nó không được bình thường, thích không? Thích không? Cho nên Đức Phật mới đưa ra 5 giới để hoàn bị cho một cái người Phật tử. Đời sau mình có mặt trong cuộc đời này biết Phật Pháp, sống thọ, nói lời gì ai cũng tin, gia đình mình hạnh phúc, mà mình được thông minh, mình được trí huệ, tức là mình phải hoàn bị 5 giới. Quý tử hiểu điểm đó không? Cho nên qua cái phần này á, là tại sao Đức Phật á khuyên mình ráng cố gắng phát nguyện gìn giữ giới pháp cho nó trọn. Chẳng hạn như tối nay mình về nhà mình niệm Phật, mà hồi sáng á, mình gặp một cái của người đó đỡ gần mình, khởi cái lòng tham lên mình lấy, niệm Phật được không? Nó không có yên. Sáng nay mình nói những cái lời nó không được nhu nhuyến, không được thanh tịnh với cái người bạn đồng học của mình, bạn đồng tu của mình về niệm Phật yên không? Hoặc là mình dối, mình gạt người khác, mình về mình tu yên không? Cũng yên luôn, thấy không? Rồi sáng nay hoặc là trưa nay mình lỡ, mình uống rượu thật là nhiều, rồi tối nay mình ngồi niệm Phật được không? Cũng không được luôn, đúng không? Nhưng mà cái phần giới lực của nhà Phật đặc biệt nhất là cái giới mà không sát sanh á, là cái điều kiện tiên quyết nhất là không được giết người. Kế là không được giết những con vật lớn. Kế nữa là ráng cố gắng gìn giữ được như thế nào thì tốt như thế đó. Nhưng mà điều đặc biệt nhất là không được giết người. Mà quý Phật tử nhớ là một cái điểm trong Tam Bảo Cảm Ứng Hòa Thượng Thiện Tâm có dịch đó, mình giữ được một giới đó, là có 5 vị hộ pháp gọi là hộ giới gìn giữ lại cho mình. Mình muốn phạm cái giới đó lắm nhưng mà tự nhiên mình dừng lại được. Tức là khi mình thọ 5 giới, mình đắc vào cái giới thể. Khi đắc giới thể rồi giới tự giữ lại mình. Ngày xưa chẳng hạn như đó, mình muốn nói cái lời gì đó, mình nghĩ rằng tôi đâu có giữ giới đâu, tôi nói thoải mái. Trên cái 5 giới rất là quan trọng. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử thêm nè, một người giữ giới, nhớ rằng một người giữ giới mà phạm, một người không giữ giới mà phạm, ai nặng hơn? Cho nên đa phần mình nói cái người giữ giới nặng hơn, đúng không? Trong Kinh Tương Bộ, một hôm ông Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Phật: thưa Sa Môn Gotama, một người giữ giới phạm, một người không giữ giới mà phạm, ai nặng hơn? Phật xác chứng người giữ giới phạm nhẹ hơn người không giữ giới. Ông rất ngạc nhiên giống như mình. Mà khi mình đọc đó mình mới hiểu là tại sao. Khi tôi giữ giới, ví dụ tôi giữ 5 giới đi, tôi lỡ tôi nói dối, hay tôi lỡ làm một cái việc gì đó gì, vừa tôi ngồi tôi nói chết rồi, mình giữ giới tại sao mình phạm? Tôi thành tâm sự sám hối, tức là nhẹ nhẹ chỗ đó. Còn tôi không giữ giới, tôi đâu có giữ giới đâu, phạm, tiếp tục tôi phạm nữa. Trên cái giới là thuận theo dòng giải thoát, là biệt giải thoát giới. Mình giữ được cái giới đó rồi á, thì tất cả các nghiệp ác từ đó nó dừng, nó ngăn. Nhẹ cái chỗ là mình biết nên mình dừng. Nhưng mà mình biết nó chưa có đủ lực, nên mình có những lúc mình phạm. Nhưng bây giờ tu tập càng ngày mình có lực rồi á, gọi là gì? Gọi là định cộng giới hoặc là đạo cộng giới. Thấy không? Định cộng giới là mình có chánh niệm, mình có tỉnh thức thì mình không phạm một cái đó. Đạo cộng giới tức là khi mình chứng là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả thì giới nó giữ lại. Đó là cái lợi ích của giữ giới. Cho nên á, ở đây quý Phật tử hỏi giới thứ nhất và giới thứ năm con không giữ được, như vậy có đúng với tinh thần thọ giới và giữ giới không? Thì đúng, nhưng mà đúng mới cần nữa, nó chưa trọn vẹn. Quý Phật tử hiểu không? Đúng nhưng mà nó chưa có trọn vẹn. Cho nên mình ráng cố gắng như thế nào đó mình phát một cái nguyện lực. Quý tử nhớ nè, giữ giới mà không phát nguyện ấy, thì nó không thành tựu. Nhưng bây giờ tôi hỏi thật quý tử nè, tại sao mình phải giữ giới? Tại sao? Tại sao mình phải giữ giới? Thì ông thầy trụ trì ông chỉ cần nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi ông nói 5 giới, còn gì mà phải đến trước Phật làm chi? Quý tử hiểu ý nghĩa này không? Ví dụ như sáng nay quý vị gặp đại đức này, quý vị nói là mai nay con sẽ lên chùa Hoằng Pháp thăm thầy. Nhưng mà mai nay quý Phật tử bận cái việc gì đó, nói thôi thầy này cũng thầy nhỏ không sao. Quý Phật tử bận việc, nhưng mình nói lỡ hứa thầy trụ trì phải đi, nhưng mà đi giữa đường xe nó bị xì bị gì ấy, nói thôi thầy trụ trì này cũng xa về. Nhưng mà mai nay quý Phật tử gặp Hòa Thượng Viện Chủ ở chùa Hoằng Pháp, hứa là mai nay con sẽ lên. Gặp một cái chuyện gì đó, mình hứa Hòa Thượng mà mình đi chết tổn phước. Ráng đi, đi giữa đường xe nói xì, cũng bất cứ giá nào, thuê xe, mướn xe, bất cứ giá nào cũng phải gặp Hòa Thượng, vì mình hứa Hòa Thượng. Cũng vậy, quý Phật tử quy Tam Bảo, thọ trì 5 giới, mình hứa trước Phật, hứa trước Tăng Đoàn, giới giữ lại, lợi ích chỗ đó. Chẳng hạn như á, quý Phật tử là cái người biết chơi trống, biết chơi đờn, đúng không? Đi ngang qua một cái thôn xóm, Tự nhiên ta đánh trống đánh đờn mình biết cái nốt cái nhạc liền. Còn tôi không biết gì hết đó. Cũng vậy, mình biết bố thí, biết cúng dường. Nếu mình chưa được giải thoát đời, sao mình sanh ra làm người mà mình không giữ giới á, chắc chắn rằng mình tạo nghiệp ác. Còn mình giữ giới cái mình nhớ lại, mình thức tỉnh, có thể mình vào chùa mình tu, hoặc là mình tiếp tục con đường này. Đó là tinh thần của giữ năm giới. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con rất tri ân trên thượng tọa với lời giải đáp cho câu hỏi số 1 vừa rồi. Nhờ đó mà chúng con hiểu rõ hơn về cách mà chúng con giữ năm giới. Chúng con xin phép thượng tọa được đến với câu hỏi số 2. Kính thưa đại chúng, câu hỏi số 2 như sau. Hiện tại con đã ăn chay trường được 5 năm. Tuy nhiên vì mưu sinh, con vẫn còn nghề buôn bán thức ăn mặn, tức là các loại bún nước. Bạch thượng tọa, như vậy là con có thể trong sạch và tu tập thanh tịnh được không? Hay con đã ăn chay trường là phải bỏ hẳn luôn việc buôn bán đồ ăn mặn? Kính mong thượng tọa giải đáp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây là tôi chia sẻ qua vấn đề cái phần về giới lực tiếp tục nữa. Cái phần này nó cũng nằm trong giới lực. Quý tự nhớ lại một cái điểm nè. Ngày xưa có một Phật tử này cũng hỏi tôi là con ăn chay quy năm giới, giữ cái giới không sát sanh, mà mẹ chồng con á, thì bắt con làm con gà để cho bà ăn. Thì như vậy khi mà con làm con có mang tội hay không? Quý tử nhớ kỹ một điều á, mình không có thể nào mà hai tay mình nắm bắt được hết, được cái này mất cái kia. Nếu mình mà không làm cho người mẹ chồng mình bà buồn, hoặc là bà tuổi, hoặc nói khác hơn là mình nếu mà không làm bả, thì giống như mình là cái người bất hiếu với người mẹ chồng. Mình đành mình làm cái việc này, có nghĩa là mình không có được trọn vẹn. Quý tử nhớ nè, con người mình á, không có người nào hoàn hảo hết, mà chỉ cố gắng mình hoàn thiện từng giờ từng phút. Cho nên bây giờ đời sống kinh tế, nếu mà mình không làm cái việc này thì chắc chắn rằng gia đình sẽ bị túng, bị thiếu. Xong tôi kể cho quý tử một câu chuyện trong Kinh Pháp Cú. Có một vị cư sĩ là Phật tử của Đức Phật, chứng sơ quả. Lớn lên, bà lấy một người chồng thợ săn. Sáng sớm mà một lần ông chồng đi làm nghề thợ săn á, bà đem tên, những cái mũi tên nó cung nỏ cho chồng bà để vào rừng săn bắn. Rồi một số người thấy cái việc này nó không đúng, trình bạch Phật. Phật đưa ví dụ nè, ví như một bàn tay mà nó không bị lỡ, nhớ nha, không bị lỡ, cầm thuốc độc không chết. Một bàn tay mà bị lỡ cầm thuốc độc chết. Tôi hiểu điểm đó không? Khi mình ăn chay trường vì cuộc sống mưu sinh, mình làm cái việc này á, mà với cái tâm mình vui, mình thích là khác á. Thì chúng hiểu không? Mà còn vì cái tâm mình thương gia đình mình, đó là cái hạnh Bồ Tát lại nó khác. Cho nên á, trong cái trường hợp á, sát sanh lạ lắm. Chẳng hạn như á, tối nay mình đi đường, mình thấy một cái sợi dây nó băng ngang qua đường. Trong tâm mình nghĩ á, nếu mà không dọn sợi dây này người ta dấp ngã ta chết. Mình nắm sợi dây cái mình ném vô tường, mà không ngờ sợi dây đó là con rắn. Con rắn nó chết, nó bể đầu nó chết. Mang tội sát không? Mang tội sát không? Không có mang tội sát trong giới luật. Bởi tôi dạy giới luật mà, không mang tội sát. Cho nên cái phần này á, vị cư sĩ này trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói vì đời sống, vì cuộc sống. Nhưng mà vị cư sĩ này không có tham, không có dính mắc. Làm mà với cái tâm mình vô tâm thì nó khác. Mà chẳng hạn như hôm nay mình bán nhiều á, mình thích thú, mình vui là cái chuyện khác. Cho nên tại sao trong cái giới Bồ Tát á, quý vị mà thợ với Bồ Tát á, là không cho quý vị buôn bán quan tài. Biết tại sao không? Lỡ hôm nào đó 3-4 ngày cái mình bán được, mình nói hôm nay sao bán ế quá, là mình trông người ta chết. Nên giới Bồ Tát không cho. Cái lòng từ của mình á, hiểu không? cái lòng từ mình là không cho phép, bởi vì giới Bồ Tát là lòng từ mà mình khởi lên cái mình nói trời hôm nay sao quan tài bán ế quá là mình trong người ta chết, nên giới Bồ Tát không cho mình buôn bán quan tài, giới lực nó thằng gì đó. Rồi tôi đưa ra cho một cái điểm quý tử thấy một cái điểm nè, trong kinh Nikaya Đức Phật đưa một câu chuyện. Có ông này ông nuôi bầy dê, cái người ăn trộm bắt con dê ở tù không? Chẳng hạn tôi nuôi một bầy dê đi, thì có một người nghèo khổ đến bắt trộm con dê, tôi báo ông vua Thầu Phong Kiến, báo ông vua Ông Quang bắt cái người đó, ở tù không? Có ở tù. Thứ nhất nha, hôm khác người lính của ông Quang, ông Quang lớn trong địa phương á, bắt con dê, ở tù không? Không ở tù. Hôm khác lính của ông vua, nhớ rằng lính của ông vua đi ngang qua, nó sao con dê này béo ngon quá, không những mà ông lính này bắt chợ mà mình còn nghe ông nói là dê béo dê ngon, bắt 5 con đưa cho ông. Tại sao? Cũng cái trường hợp đó. Thì đây quý vị nè, mình đừng có nghĩ rằng á, mình làm cái việc này rồi mình không ăn chay trường nữa, mình không tu tập nữa. Mà Phật nói mình nhờ cái sự tu tập này, mình nhờ cái sự gìn giữ giới pháp này, đời sống gia đình. Nhưng mà hay cái một điểm là từ từ mình có cái sự tu tập, có cái sự nguyện lực, thì bắt đầu từ từ nó giảm dần. Mình làm cái việc này mình không có thích thú, mình làm cái việc này vì đời sống gia đình của mình, thì cái tội cũng có, nhưng mà nó nhẹ lắm, nhẹ mà nó mỏng lắm. Cho nên trong cái giới luật nó chia ra là đại sát. Đại sát là làm thân Phật chảy máu, giết A-la-hán, giết người. Trung sát là gì? Trung sát mình giết trâu, bò, heo, chó. Tiểu sát là những con quạt nhỏ. Nhưng mà nãy tôi đưa ví dụ quý tử á, khi mình không có giữ giới luật, khi mình không có sự tu tập, mình chết một cái là mình rớt xuống cảnh khổ, giống như cái người nghèo ăn trộm dê ở tù. Chúng hiểu không? Phật dạy hay lắm. Ví như có một người cũng làm cái việc này, nhưng mà nhờ họ giữ giới thanh tịnh, nhờ họ ăn chay trường, sự tu tập, cho nên cũng có, mà nó nhẹ đến mức độ là giống như lính của ông vua, chỉ cần nói là con dê này mập béo là nó cho. Bây giờ tôi đưa ra một ví dụ quý tử dễ hiểu nè. Sáng nay quý Phật tử ra sông Sài Gòn, nhớ nha, cầm một hòn sỏi này nè, liệng xuống dòng sông, chìm hay là nổi. Nhưng mà tôi lấy một cái tảng đá này, tôi liệng xuống dòng sông, quý tử thấy chìm hay nổi? Mà tôi nói nổi. Tại sao cái hòn sỏi ném xuống mà chìm, mà tôi liệng cái tảng đá này nó nổi? Vì tôi thuê một chiếc hạm bỏ lên nổi. Hiểu không? Quý tử hiểu không? Cũng vậy, tôi không tu về giới, về định, về tệ, mà tôi phạm một cái lỗi nhỏ thôi, tôi cũng bị rớt xuống ba đường khổ. Để chúng hiểu không? Cho nên cái phần tại sao mình nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng giống như một chiếc hạm. Dầu mình làm một cái việc đó, nó không đúng Phật Pháp thật, cái này nè, vẫn còn buôn bán này kia, nhưng mà tôi có tu về tập, về giới, về định, về tệ. Thì từ từ với cái nguyện lực của tôi, với cái hạnh nguyện của tôi, thì bắt đầu tôi cũng từng bước đi trên con đường này. Chứ không phải là mình thấy như thế rồi không mình làm, tiếp tục mình tạo nghiệp nữa, thì nó không đúng con đường Phật Pháp. Đó, cho nên đây nè, theo thầy thì con có thể trong sạch và tu thành không? Hay con đã ăn chay trường phải bỏ hẳn việc buôn bán đó? Bởi vì tôi nói rồi, đời sống gia đình mình mà, mình bỏ lại rằng, mình bỏ thì con cái mình nó sẽ bị khổ bên này bên kia. Thì mình phát nguyện như thế nào đó mình làm, nhưng mà mình phát nguyện là nếu mà tôi có tạo một cái nghiệp bất thiện với những chúng sanh nào đó đi, thì tôi nguyện mai này tôi tu tập để tôi hồi hướng công đức lành này, và tôi cố gắng mà con tôi nó trưởng thành, tôi sẽ từ bỏ con đường này để tiếp tục con đường tu hành. Thì giống như một tảng đá mà rớt xuống sông, có chiếc thuyền nó đỡ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin tri ân Thượng Tọa với lời giải đáp vừa rồi. Và chúng con xin phép Thượng Tọa và đại chúng đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 như sau. Bạch Thượng Tọa, một số Phật tử không đồng tình với việc cho tuổi trẻ sinh viên vào chùa văn nghệ với nhạc sôi động vì cho rằng Như vậy là làm mất đi sự trang nghiêm thanh tịnh tại chốn thiền môn và không phù hợp với tinh thần lời Phật dạy. Vậy thì kính bạch Thượng tọa có suy nghĩ gì về vấn đề này? Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện đây quý Phật tử nghe câu hỏi rồi, thì bây giờ trước khi tôi trả lời câu hỏi này, tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Tức là trong thiền thoại của Hòa Thượng Tinh Văn, Hòa Thượng viết, một hôm ông cư sĩ đến, ông gặp Thiền sư Vô Đức. Ông nói là: bạch Hòa Thượng, hồi sáng con đi qua trên một cái khúc sông lớn, con thấy có một số người ngồi trên chiếc đò. Một ông lái đò, bây giờ ông muốn ra khơi thì ông phải dùng sức mạnh, ông đẩy chiếc đò. Thì khi mà ông đẩy chiếc đò thì cái lường của chiếc đò nó cạ trên con ốc chết, con tôm chết, con cá chết, con cua chết. Thì như vậy tội, cái tội mà những con vật này chết nè, thì những người trên đò tội hay là ông lái đò tội? Quý tử trả lời giùm tôi đi. Bây giờ nè, chẳng hạn như chiếc đò mà mình đẩy mạnh xuống thì con tôm cá chết, thì cái người ở trên tội hay là cái ông lái đò tội? Ai tội? Hai người đều tội phải không? Chắc không? Ai nói giơ lên? Giơ lên đi. Giơ lên. Một. Lên lên. Ai nữa? Giơ lên. Hai. Rất là nhiều người. Tức là hai người đều tội phải không? Chắc không? Nhưng mà Thiền sư Vô Đức nói không có ai tội hết á. Không ai tội. Ông cư sĩ này ông bực quá, ông nói: Hòa Thượng nói kỳ á. Bây giờ Hòa Thượng nói phải ra chuyện đó nha. Con tôm, con cua, con ghẹn, cá chết, mà người ngồi trên đò không tội, ông lái đò tội, không tội. Thì như vậy ai chịu tội này? Ai chịu tội? Thì Thiền sư nói ông tội á. Tôi trả lời từng bước. Ông tội là ông tội chỗ nào? Người trên đò, ở trên, ngồi trên chiếc đò vô tâm. Người ta không biết dưới chết là sống gì không biết. Ông lái đò cũng vô tâm, ông đâu có nghĩ rằng ông đẩy mà chết cá đâu, vô tâm. Mà tại ông khởi niệm, chính ông khởi niệm danh tội về ông. Con vị cư sĩ đến gặp Hòa Thượng: Hòa Thượng, con đến gặp Hòa Thượng lần cuối cùng thôi, con thề cũng không đi chùa nữa. Hòa Thượng hỏi: tại sao không đi chùa? Con thấy đi chùa thời buổi nay đủ chuyện hết á, người đạo đức giả rồi người làm đủ thứ chuyện là vào chùa, nên con đi nữa, nhất định con đi nữa. Hòa Thượng nói: thôi cũng được, con muốn bỏ chùa của Hòa Thượng về nhà con tu cũng được, nhưng mà trước khi con về đó, con bưng một ly nước đi 3 vòng trong chánh điện á, mà đừng có đổ giọt nào hết á, con về. Còn mà đổ con ở lại á. Thì cái người cư sĩ này muốn về quá mà, cho nên chú tâm đi. Đi 3 vòng quả tình không đổ một giọt. Hòa Thượng hỏi: tại sao? Hòa Thượng hỏi là: khi con bưng cái ly nước này đúng 3 vòng, tại sao con đổ giọt nào hết? Bạch Hòa Thượng, vì con chú tâm. Mà khi con chú tâm như thế, con có thấy là người này lỗi lỗi kia không? Dạ không. Cũng vậy, do tâm con đã vọng tưởng điên đảo, nhìn lỡ người ta nhiều quá, cho nên con thấy người này người khác. Trên cái tu của mình á, là mình đến chùa hay là đến tịnh xá, đến các thiền viện là mục đích mình để học Phật Pháp, chuyển hóa nội tâm của mình là đúng. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, Tôn giả Nan hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, bà Liên Hoa Sắc này vì sao bà ra đời? Bà sanh trong nhà giàu có, rồi kế bà làm kỹ nữ, rồi kế nữa bà gặp Phật, tu đắc quả A-la-hán. Phật nói trong cái thời quá khứ lâu xa lắm, bà làm cái nghề kỹ nữ. Một hôm bà đi ngang qua một cái ngôi tịnh xá, bà gặp tỳ kheo ni phơi cái y. Bà thấy thích quá, bà quấn cái y là bà múa, bà nhảy chơi vậy đó. Bà muốn bà nhảy thôi. Bà nói: có khi nào mình đắp y này mình đi tu không? Rồi bà dắt cái y là bà đi. Do một cái duyên, mà cái duyên thiện pháp rớt trong cái tàn thức của bà, cho nên đời này ra đời gặp Phật, tu chứng quả. Thì như vậy, cái tinh thần của nhà Phật rất là vi diệu, rất là hay. Tại sao họ không múa, không ca hát ở vũ trường, mà trong khi họ múa họ hát như thế vậy đó? Ví dụ 1000 người thì tệ lắm có 100 hoặc là 200 họ giữ cái tâm thanh tịnh chánh niệm, họ chiêm bái cái hình ảnh Đức Phật. Nhờ cái công đức lành đó, biết đâu đời này hoặc đời sau họ gặp Phật. Vào thời Đức Phật có ông này Bà La Môn say rượu, ông say rượu vậy ông vô ông gặp Phật nói: Cô Đàm, tôi muốn làm Phật lắm, tôi muốn làm Phật. Mà ông say xỉn đi cả lắc lắc, ông nói tôi muốn làm Phật, tôi muốn làm Phật. Phật nói: Ông muốn làm Phật không? Muốn. Nếu ông muốn làm Phật thì ông phải cạo tóc đắp y. Dạ được, dạ được. Phật sai Tôn giả Nan cạo tóc đắp y cho ông. Khi cạo tóc đắp y ông rồi, ông ngủ dưới có gốc cây. 4 giờ sáng sương xuống lạnh lạnh, rền đầu chết, đầu mình sao bên đây chọc, nhìn lại thấy cái y vàng. 7 giờ sáng gặp Đức Thế Tôn thôi, ông chửi, ông nói không còn cái câu nào mà từ ngữ nào mà nói được. Ông nói là Sa môn là tại sao ông cạo đầu tôi, tại sao ông đắp y cho tôi? Ông chửi, ông nói quá trời luôn. Thế Tôn rất là bình tĩnh, nhưng mà ngược lại Tôn giả đang nói: Thế Tôn ơi, lần sau người ta tỉnh, người ta xin mình xuất gia mới cho, còn ông này ông say mà Thế Tôn cạo tóc. Phật nói: Ông thấy ông biết bao nhiêu người tỉnh mà ai có đòi làm Phật đâu. Biết bao nhiêu người tỉnh mà đâu ai chịu làm Phật đâu. Mà cái ông Bà La Môn này ông say mà ông đòi làm Phật, say mà đòi làm Phật cho Như Lai làm liền cho ổng liền. Muốn làm Phật phải làm liền. Nhưng mà A Nan ơi, nhờ cái nhân cái duyên này nè, khi Như Lai nhập nước bàn khoảng mấy ngàn năm sau á, ông này nè nhờ cạo tóc với Thế Tôn, nhờ đắp y với Thế Tôn, ông gặp Phật pháp, ông tu chứng quả. Cho nên á, trong nhà Phật nói dùng một cái câu nữa gọi là gì? Trước dùng dục câu giác, sau dùng trí nhổ. Dùng dục câu giác như thế nào? Trong Ngữ Lục của Thiền sư Bạch Ẩn có kể là câu chuyện một hôm có một cái ông cư sĩ, ông đến gặp Thiền sư Bạch Ẩn. Thiền sư Bạch Ẩn hỏi: Sáng nay ông làm gì mà ông buồn vậy? Ông cư sĩ nói: Con có người cha con mà con kêu ông niệm Phật á, ông nói như thế này nè: Tao mà niệm Phật một câu phải không, nó văng ra đồng tiền tao niệm liền. Ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật, nó rớt đồng tiền tao niệm á. Con này niệm không có tiền niệm chí, con buồn quá. Thiền sư Đẳng nói một câu: Con về con nói cha con đi, niệm bao nhiêu câu ghi sổ đàng hoàng. 10 câu thầy trả 10 đồng, 20 câu thầy trả 20 đồng, cứ về nói cha con đi. Khi mà ông nghe nói như thế rồi ông mừng lắm, ông mừng rất là mừng. Mà ông càng niệm á, trong đó ghi rất là hay, ông càng niệm á thì Thiền sư Bạch Ẩn á, càng bán đồ. Bởi sao? Bây giờ bán đồ trả cho ông chứ không có gì hết. Cái một hôm ông nghĩ nè, ông nghĩ, ông nói là bây giờ mình buôn bán ở đây mà mình cứ lần chổi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật á, thì lỡ có một cái người họ đi ngang qua họ thấy, nói: Ông làm gì vậy? Mà mình niệm Phật mình nói dối cũng được, thì mình nói tôi niệm Phật. Thì người ta nói: Hồi xưa giờ ông đâu có niệm Phật, hay bây giờ ông niệm chắc có cái gì đó. Mà bây giờ mình nói dối cũng được, thì mình nói thôi tôi niệm một câu là đồng. Thì lỡ cái bà hàng xóm này báo qua báo gặp Thiền sư Bạch Ẩn, mới nói: Cái ông già này niệm hòa thượng một câu 1 đồng phải không, con niệm 20 câu lấy 1 đồng thôi. Mắc mối. Mắc mối sao, đúng không? Cho nên thôi bây giờ mình giao cái hàng quán này cho con dâu. Ông lên cái tầng thứ 3, ông đóng cửa kín hết. Ông dặn á, khi nào mà ba rung chuông á, mấy đứa mới đem cơm vô nha, còn ngồi ra đừng có quấy rầy ba nữa. Ông làm gì? Niệm rút để lấy tiền. Và ông niệm ngày niệm đêm luôn, ông niệm tới đâu ông ghi sổ tới đó mà. Một hôm 3 ngày ông không mở cửa thóc. Đứa con trai sợ quá, nhìn vô trong thóc thấy ông niệm, buông xô chuỗi xuống bất động. Và khi đứa con trai thấy đó như thế rồi chạy về trình với Thiền sư Bạch Ẩn: Thưa thầy, cha con 3 ngày không ra cửa thất mà lạ lắm, ngồi niệm Phật mà cái sâu chuỗi nó rớt xuống rồi mà không nghe tiếng niệm nữa. Thiền sư Bạch Ẩn lật đật chạy đến gặp, mừng cho cha con. Ông bước vào con đường niệm mà vô niệm đến con đường chánh định. mặt mày hồng hào, khí chất rất là phương phi. Khi mà ông xả ra rồi á, Thiền sư Bạch Ẩn nói, ngày xưa ông niệm một câu tôi trả 1 đồng, mà bây giờ nè ông rớt vào cái con đường chánh định nè, niệm mà vô niệm nè, tôi trả ông 1000 đồng sẵn sàng. Ông quỳ xuống xin sám hối, thưa thầy, hồi xưa con ngu, con mê, con dại, con niệm Phật con lấy tiền, bây giờ con biết rồi, ông trả tiền lại hết. Đó là gì? Đó là trước dùng dục câu giác, sau dùng trí mà nhổ. Vào thời Đức Phật cũng có câu chuyện công tử, con ruột của ông Cấp Cô Độc. Khi mà Đức Phật đó, thành đạo, ông Cấp Cô Độc ông cúng dường rất là nhiều, cuối cùng gia sản ông nó càng ngày càng bớt. Thì công tử Ca La rất là không ưa Đức Phật, rất là không ưa tăng đoàn. Bây giờ ông muốn đứa con ông sẽ gặp Phật, tu Phật và quy với Phật, ông biết cách gì hết. Một hôm ông nghĩ ra một cái chuyện, ông nói nè, Ca La, sáng mai nay con đến tịnh xá Trúc Lâm, con tu học với Thế Tôn, mà chỉ cần 1 ngày 1 đêm thôi, ở ngày đêm thôi, thì cha sẽ thưởng cho con 500 đồng tiền vàng. Thì quá tình công tử Ca La đến, nhưng mà ngủ đâu, không bao giờ đến, chỉ thọ giới thôi, rồi ra gốc cây chỗ nào đó ngủ. Rồi sáng về dối ông cha rằng có ở tịnh xá, lãnh 500 đồng tiền vàng. Rồi tháng sau nữa Đức Phật nói, kỳ này con không ở, mà con ráng cố gắng con đến, con nghe một bài kệ của Thế Tôn thôi, nhớ kỹ, về lặp lại cho cha nghe, cha thưởng cho con 1000 đồng tiền vàng. Công tử Ca La rất là thông minh, bài kệ dễ quá. Khi đến tịnh xá Trúc Lâm nghe Đức Phật giảng pháp, Đức Phật nói bài kệ trong Kinh Pháp Cú: người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu thấy khổ đau. Người thiện tưởng là khổ, nghiệp thiện chưa chín mùi, nghiệp thiện chín mùi rồi, người thiện thấy an vui. Ông nghe xong chạy ra liền, chạy ra cổng để về thật lấy tiền. Mà do năng lực của Đức Phật cho nên ông chạy ra, ông quên ông chạy vô lại. Mà khi ông chạy vô lại thì Đức Phật, bởi vì độ cho ông mà, cho nên Đức Phật tiếp tục nói bài kệ đó nữa. Cái ông chạy ra chạy vô 7 lần, cái chứng quả luôn. Khi mà ông chứng sơ quả xong rồi, ông đến trình Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn về nhà con để mà ngọ trai trong cái buổi trưa ngày hôm nay đó. Và quả tình từ xa ông Cấp Cô Độc thấy Đức Phật đi trước, công tử Ca La ôm bình bát đi sau. Thấy cái việc đó rồi, khi đến gặp ông cha, Tôn giả Ca La định đọc bài kệ, ông Cấp Động nói thôi con khỏi cần đọc, cha thấy con ôm bình bát Phật là cha vui rồi, cha sẽ thưởng cho con 2000 đồng tiền vàng. Công tử Ca La nói giờ này con cần tiền nữa. Ông Cấp Động ngạc nhiên lắm, nó bạch Đức Thế Tôn, hồi xưa giờ con có con là nghe nói tiền là mặt nó sáng rỡ rồi, mà sao giờ nó không cần. Ở trên cái câu kinh đó, gọi Kinh Pháp Cú gọi là công tử Ca La chê tiền á, cái bài cái đầu đề. Thì Phật nói bài kệ nè: dầu làm vua cõi đất, dầu làm vua cõi trời, không bằng có một người chứng bước vào quả dự lưu. Tức là làm vua cõi trời, làm vua cõi đất luôn, mà cũng không bằng bước vào con đường sơ quả. Thì cũng vậy, ở đây trong nhà Phật nói trước dùng dục câu giác gì, dùng cái sự này để mà mở cái sự khác. Đại chúng biết ngày xưa năm Hàn là Phật giáo rất là thịnh hành, nhưng bây giờ không còn bao nhiêu nữa. Tại sao? Lớp trẻ đến, có những cái tôn giáo khác vui hơn, thích hơn, nó tìm. Thì bây giờ mình muốn cho cái giới trẻ mà tìm hiểu Phật pháp á, thì trong nhà Phật nói là giới luật nhân khai giá trì phạm, tức là mở ra. Có những giới phải mở ra, mà chúng hiểu điểm đó không? Cho nên á, khi mà Trần Huyền Trang về nước á, muốn tìm cho mình một người đệ tử ăn ý, rồi đến gặp một cái vị tướng quốc, rồi ông có một đứa con tên là Ngài Khuy Cơ, phải không? Rồi tôi kể tóm gọn thôi, Trần Huyền Trang muốn cho Ngài Khuy Cơ xuất gia để sau này là nói pháp cho mình, vì Khuy Cơ rất là giỏi. Rồi ông tướng quốc ông cũng đồng ý, nhưng mà Ngài Khuy Cơ nói nếu mà cho con đi xuất gia nha, thầy phải cho con 3 điều kiện. Hỏi 3 điều kiện gì? Một là nếu mà con đi xuất gia thì thứ nhất là phải có một cái xe gọi là xe sách, nhớ là xe sách. Thứ hai là xe rượu. Thứ ba là xe mỹ nữ, được con đi cũng được thôi. Ông cha nói xưa bây giờ tôi chưa thấy ai mà xuất gia kiểu gì hết á. Ai mà đi xuất gia mà xe sách, ông coi ông đọc sách dữ lắm. Thứ hai là xe rượu, thứ ba xe mỹ nữ. Hỏi ngài Trần Huyền Trang chịu, ngài chịu liền, được được. Trên vào cái thời đó đặt ngài là pháp sư Ba Xe. Tổ tiên lược sư giữ giới lực đến mức độ là 12 giờ trưa giờ ngọ, âm tiên gọi là tiên lục hiền sướng xuống cúng dường. Tiên cúng dường thức ăn, gọi là chư thiên á. Ngài khi coi ngài nghe được như thế, ngài nghĩ hồi xưa giờ mình đâu có ăn thức ăn của trời đâu, thôi bây giờ đến núi Trung Nam để ăn bữa. 3 ngày nha, nhớ nha, 3 ngày 3 đêm mà không, chư thiên dám xuống, không có xuống. Do quỷ này phạm giới đúng không? Phải vậy không? Thì ngài Khuy Cơ nói tôi nghe đồn ông đó là chư thiên xuống cúng dường, sao bây giờ tôi đến sao có ai xuống hết hả? Vì ông dối rồi, ông giữ lực mà ông dối. Thì ngài tiên liệt sư nói là chắc tại ông á, chứ bữa giờ là ngài chư thiên xuống cúng tôi hoài mà tại ông bữa nay ông đến chắc ông tu hành tào lao cái gì á, gì mà xe sách rồi xe rượu xe mỹ nữ ai xuống cúng. Cái ngài Khuy Cơ về, khi ngài Khuy Cơ về đúng trưa hôm đó vị chư thiên xuống cúng. Tổ tiên liệt sư nói hôm qua sao ông cúng mà bữa nay ông xuống chi vậy? Phải chi hôm qua ông xuống là tôi nói là tôi tu hành đàng hoàng nên người ta mới cúng dường, bây giờ ông tại sao ông xuống? Cái vị thiên tử nói bạch hòa thượng, khi con đến núi Trung Nam á, cái hào quang của cái vị này nè, ngài Khuy Cơ nó phát ra sáng rực luôn, con vô không được. Hộ pháp đứng đầy núi luôn. Vì ngài Khuy Cơ này gọi là nhục thân của Bồ Tát Tái Lai. Nhớ rằng nhục thân Bồ Tát Tái Lai. Cho nên khi ngài đến cái núi này á, là hộ pháp văng đầy núi, con vô không được, con cỡ con sao vô được. Tổ tiên dược sư nghe nói tốt mà hôi hộp luôn. Tại sao tốt mà hôi hộp? Không qua coi thường vị này. Bắt đầu ngài mới lập cái hương án hướng đến ngài Khuy Cơ đảnh lễ sám hối. Thì như vậy ở đây tôi nói cho quý Phật tử thấy rằng trong nhà Phật có nhiều phương tiện thiện xảo, rất là nhiều phương tiện để mà dìu dắt cho những người còn sơ cơ bước vào con đường đạo đi từng bước. Cho nên á, sẵn đây luôn tôi có đọc một cái 2 câu thơ ngắn thôi, từ cái câu thơ của nhà thơ. Tôi đọc như thế này nè: đâu biết trong số người xưng sanh ấy có người theo Phật bỏ cuộc vui. Được không? Tức là trong số những người mà xưng sanh đó là nam cũng có, nữ cũng có. Biết đâu có những người tự nhiên ta thấy, ta cảm đến cái tinh thần của nhà Phật. Nói nhỏ nghe khi mà họ múa ông Phật cũng vui lắm á. Nói trời mấy đứa con này tội sao bữa nay nó về nó múa nó vui quá. Thật không? Cho nên có những người họ thức tỉnh, họ đi theo con đường này. Nói nhỏ nghe chứ tôi mà bây giờ tôi nói cho quý Phật tử thẳng một điều luôn là cái ngày xưa tôi ở quê tôi á, là cái nhóm của tôi có gần 10 mấy người. Chiên đi đến chùa làm gì? Hồi nhỏ đâu biết gì đâu. Mận nè, sòi nè, dừa hái trộm á. Rồi hái trộm rồi ông thầy chùa chiệm ra tổn lắm, ổng có đánh cái gì hết mà ổng kêu ngồi xuống rồi ổng ăn, cho ăn xong dạy đạo lý. Mà bây giờ tôi nhìn lại 10 mấy tụi tôi bây giờ làm trụ trì các nơi hết. Sao? Đó, bây giờ mình nói sao? Mà ai hỏi tôi là đi tu nhờ gì, tôi nói đi tu nhờ ở chùa, tôi đến tôi hái trộm sòi giờ tôi đi tu á. Thì thôi, có gì đâu, phải không? Cho nên cái tinh thần của nhà Phật á, là mình sanh ra đời mình không có hoàn hảo. Không có ai hoàn hảo hết á. Mà mình cố gắng mình hoàn thiện từng giây, từng giờ, từng phút, từng tháng, từng năm. Đó là tinh thần trong nhà Phật. Mà với cặp mắt phàm của mình nhớ một điều, mình nhìn không có hết đâu. Mình nhìn không có hết của người xưa đâu. Không có hết được. Mà các ngài dùng vô số phương tiện thiện xảo. Tất cả những cái phương tiện gì mà mình cho là nghịch, các ngài dùng cái phương tiện đó để dìu dắt chúng sanh. Cho nên trong Kinh Duy Ma Cật nói thế nào là Phật đạo. Con đường Phật đạo của Bồ Tát đi là phi Phật đạo. Nhìn vô mình tưởng rằng nó như thế mà là như thế. Cho nên với một cái tâm thanh tịnh nhu nhiến, cái vị thầy đó mong muốn cho tất cả mọi người đều đến với con đường Phật, nhiều ngõ ngách, nhiều con đường. Đại chúng nhớ nè, biển có mấy vị? Trăm sông chảy về biển chỉ có một vị thôi, vị đó là vị mặn. Trăm ngàn pháp môn của Đức Phật đưa ra, vô số phương tiện của Đức Phật đưa ra, chỉ có một con đường duy nhất, đó là con đường giải thoát. Vậy thôi. Con đường giải thoát làm như thế nào đó là cho tất cả mọi người không còn cấu nhiễm ở nơi tâm nữa. Nhưng mà con đường này nó rất là khúc khiểu gập ghềnh, phải bằng mọi cái phương tiện làm như thế nào đó cho tất cả mọi người đều nếm vị ngọt của giáo pháp. Thì tất cả những cái mà mình thấy hàng ngày xung quanh đều là phương tiện của các ngài hết. Đó gọi là phương tiện thiện xảo để dìu dắt cho tất cả mọi người cùng đến con đường an vui và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết là qua lời giải đáp vừa rồi của Thượng tọa giảng sư thì quý Phật tử nào đặt câu hỏi này, không biết quý vị đã thông chưa ạ? Và ngôi chùa Hoằng Pháp là ngôi chùa tổ chức nhiều khóa tu, mở ra nhiều khóa tu dành cho tuổi trẻ, từ các em thiếu nhi cho đến các bạn sinh viên về đây. Và đó cũng là phương tiện tiện xảo mà Hòa Thượng Chùa Hoằng Pháp đã mở ra, vì biết rằng đâu sau này những bạn trẻ mà ca hát nhảy múa đó sau này cũng có người đi xuất gia, sau này cũng sẽ là người cha, người mẹ tốt. Thì biết đâu sau này những người cha, người mẹ đó sinh con ra và lại cho con đi xuất gia. Và đó cũng là nhân duyên mà chúng ta không thể biết được, rất là nhiệm màu của nhà Phật. A Di Đà Phật. Và kính bạch trên Thượng tọa giảng sư, kính thưa đại chúng, chúng con xin phép được đến với câu hỏi cuối cùng trong buổi ánh sáng Phật Pháp ngày hôm nay. Kính bạch trên Thượng tọa, con có một câu hỏi. Con thấy có hiện tượng xảy ra trong nước lẫn hải ngoại là có một số vị ban đầu phát tâm cúng đất hoặc cúng chùa cho một cá nhân vị thầy hay một ngôi chùa uy tín nào đó, sau thì lấy lại cúng đất lấy đất, cúng chùa lấy chùa, vì những quyền lợi riêng khi thấy nơi đó đã phát triển. Con không biết là việc làm đó có mang lại phước báu và nhân quả của cái người ban đầu cúng đất hoặc chùa đó mà sau đời lại là nhân quả như thế nào. Xin trên Thượng tọa từ bi quan hỷ giải đáp thắc mắc cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi mà chúng tôi trả lời câu hỏi này thì tôi tin chắc rằng ở dưới này quý vị đã từng bố thí, từng cúng dường. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử nè, khi quý Phật tử bố thí hoặc là cúng dường, mình vui mình bố thí, mình vui mình cúng dường hay mình buồn? Vui. Có nghĩa là mình bố thí và mình cúng dường mình vui mới cúng, tức là đoạn đầu vui. Khi mình trên đường mình đi về nhà, mình nhớ là hồi sáng nay mình bố thí hoặc mình cúng dường cho một cái ngôi chùa nào đó, vui tiếp tục nữa, đoạn giữa vui. Về nhà tối hôm nay mình ngủ, trước khi mình lên giường mình ngủ, cái mình nhớ lại hồi sáng mình bố thí, mình cúng dường, mình vui lần nữa. Cho nên gọi là đoạn đầu vui, đoạn giữa vui, đoạn cuối vui. Thì như vậy cái vui này á, là nó từ đâu? Từ cái sự phát tâm, từ cái sự cúng dường của mình. Mà cái sự phát tâm cúng dường này không phải một đời này mình làm được. Mà Ngài Tịch Thiên nói á, khi một người phát tâm bố thí cúng dường là do cái năng lực của 10 phương chư Phật cộng lại cái túc duyên đời trước nữa mình mới làm. Cho nên tại sao cái tinh thần của Bồ Đề Tâm là gì? Bồ Đề Tâm khi mình phát ra mình làm liền. Chẳng hạn như bây giờ mình đến đây, mình đến một cái ngôi chùa nơi mình hứa là con sẽ cúng dường cho thầy 100 triệu để thầy làm. Nhớ nha, mình làm liền, chứ mình về nhà cái mình suy nghĩ liền, trời ơi sao sáng mình hứa làm chi vậy. Tại sao tôi dám nói như thế? Tại vì tôi xây dựng, tôi là người xây dựng mà. Nếu mà người ta hứa mà ta thực hiện ở giờ này cái thiền viện tôi xong mất đó, mất bao nhiêu năm á. Mà ta hứa xong rồi đó, cái hạn như có người, ông này ở miền Bắc, ông hứa là ông cúng tôi là 50 tấn sắt. mà gần 13 năm là chưa thấy một cọng sắt. Không phải là lỗi của ổng, nhớ như không phải lỗi của ổng, mà sao? Vào thời Đức Phật có ông Bà La Môn đến xin Đức Phật cúng dường 3 tháng hạ, Phật nhận lời, mà đặc biệt nhất là Phật nhận lời là Phật không nhận người thứ hai. Ổng khi ổng về nhà rồi Ma Ba Tuần che tâm ổng chứ không có cho ổng nhớ lại cái lời đó. Trong 3 tháng đó ông quên luôn, ông nhớ hết, cho nên gọi là 3 tháng đó Phật làm gì? Nhớ ăn lúa mạch. Thấy không? Cho nên mà khi gần mãn hạ ông sực nhớ lại, ông lật đật đến trình với Phật, ông xin sám hối. Thì như vậy ở đây là khi mình phát tâm Bồ Đề là mình phát tâm là mình làm liền, hoặc là mình phát tâm là đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Không những ở Việt Nam mình mà tôi là ngày xưa tôi ở bên Canada 4 năm. 4 năm tôi ở bên đó. Tôi định là sinh sống bên đó luôn á. Cho nên không có đủ duyên tôi phải về lại. Thì ngày xưa tôi xuống dưới cái chùa đó gọi là chùa Huyền Khâm của thầy Minh Thông á. Thầy Minh Thông là đệ tử của ngài của Hòa Thượng Thiện Tâm á. Tháng là tôi sư xuống đó tôi giảng đó. Tôi từ ở núi tôi xuống thành phố Montreal tôi giảng. Thì ổng mới kể nè, ổng có một cái người thầy mà cũng là bạn, mà người này là người Campuchia. Hai vợ chồng này thấy cái vị thầy này cũng dễ thương, cho nên mới phát tâm cúng dường đất để xây lên một cái ngôi chùa. Ngày xưa hình như tôi còn nhớ lại là cái miếng đất đó, ổng kể là mua giỏi chừng là 200.000 đô vậy đó, chứ không có nhiều. Thì sau này đất càng ngày càng lên, nó gần mấy triệu đô luôn. Thì bây giờ hai chồng muốn lấy lại, có thật luôn nha, muốn lấy lại để bán. Mà bây giờ không biết cách gì lấy lại. Giờ để chúng biết cách gì không? Một hôm bà vợ bà đến, ông chồng đứng ngoài cửa canh đâu đó, ông này cũng không biết. Bà vợ bà đến, bà lui cui, bà làm gì, bà dắt tiếng cái bà ôm ông chụp hình đưa lên. Bây giờ thầy về, thầy rời đi thì tụi con không có kiện cáo, không có gì hết. Thầy ở đây là thầy gì con đưa ra. Đây có thật luôn, thầy Minh Thông kể luôn. Bạn của thầy Minh Thông đó. Giờ thầy lên bờ thượng rồi. Rồi ông thầy đó ông vừa khóc, ông gom đâu được cái mấy bộ đồ rồi đi ra. Bởi vì sao để chúng biết không? Ngày xưa tôi qua tôi nhận một cái ngôi chùa đó. Mình là người Việt mình nhận ngôi chùa thật, nhưng mà giấy tờ tất cả một cái thế má là cư sĩ ta nắm hết. Mình không có. Vì mình chưa vô dân nè. Phải 4-5 năm mình mới vô dân. Khi mình vô dân rồi người ta mới làm giấy tờ cho mình. Đó, cho nên không những ở Việt Nam mà ở hải ngoại cũng có. Mà ở Việt Nam á, thì thôi tôi gặp cũng nhiều cái lắm. Thành ra đây á, là hỏi rằng á, khi mình cúng dường như thế thì mình được phước hay không? Được không? Có một câu chuyện như thế này. Tôi kể hai câu chuyện quý vị tự nắm nè. Là ông vua Ba Tư Nạc có người công chúa tên là công chúa Nhật Quang. Ông nói nè, con sở dĩ á, mà bây giờ được sung sướng, được hạnh phúc cái gì cũng có hết là nhờ phước của cha. Cô trong công chúa Nhật Quang nó không phải. Bây giờ nói mà đúng luôn á, nói là thẳng thừng luôn á, là phước của con phần nữa. Nếu mà con không làm phước, không tạo phước thì chắc gì con sanh vào trong nhà phụ vương, chắc gì con sanh trong nhà đế vương. Cho nên phước của con nữa. Ông giận lắm, ông nói được, cho mày coi thử phước của mày không. Sáng mai ông kêu ông quan đại thần đi ra ngã ba đường tìm cái người ăn mày là mà nghèo nhất, về gả cho nó coi thử nó có phước không. Thì quá tình ông quan đại thần ra ngã ba đường, ông lựa một cái người ăn mày mà nghèo nhất trong đám ăn mày, không còn gì hết luôn. Người ta nói là nghèo rớt mồng tơi phải không, mà các người ăn mày nó không có mồng tơi để rớt, nghèo thôi không có rớt luôn. Rồi về gả xong rồi ông dặn sao không? Cấm tất cả người nào mà phụ giúp công chúa Nhật Quang, không cho đồng nào hết, đuổi đi, đuổi ra khỏi thành luôn. Coi thử thì sao. Thì trên đường đi cô công chúa Nhật Quang hỏi, bây giờ này gia cảnh anh sanh kể coi. Thì anh này nói là lúc trước á, anh sanh trong gia đình giàu có lắm, rồi ăn chơi trác tán, sau này cha mẹ chết hết rồi, bán đất bán đồ hết rồi, bây giờ không còn nữa ăn xin. Chứ thật ra ban đầu sanh ra trong gia đình rất là giàu. Hỏi bây giờ anh còn miếng đất nào không? Thì anh này nó còn miếng đất mà bây giờ trồng gì cũng được, toàn là đá sỏi không có làm gì được hết đó. Cô công chúa Nhật Quang nói thôi được, về bên đó. Khi về bên đó dựng liều xong hết rồi, cô công chúa Nhật Quang sáng mai cầm cái cuốc để đào đất lên đó, để trồng đó. đào đào xuống làm cái cúp 10 hũ vàng nằm dưới. Tại sao 10 hũ vàng? Là cha mẹ anh này biết rằng anh này sau này xài hết sẽ bán đất, mà chỉ có miếng đất này không ai mua, nên cha mẹ mới cho 10 hũ vàng xuống, biết đâu sau này anh này sẽ hồi tâm về ở miếng đất này đào lên có vàng để mà sống. Thì quả tình, và từ đó cô công chúa Nhật Quang rất là giỏi kinh doanh. 3 năm sau, ông vua Ba Tư Nạc nhớ lại đứa con gái mình quá, nói ông quan đại thần bây giờ tìm cô công chúa Nhật Quang bây giờ ở đâu. Thì khi mà ông quan đại thần đến gặp rồi mới về báo vua Ba Tư Nạc, công chúa Nhật Quang bây giờ giàu ngang ngửa bệ hạ. Ông tính, nhất định ông tính. Mà khi mà ông đến rồi ông mới giật mình. Ai làm rõ câu chuyện này? Phật. Ông đến hỏi Phật là Bạch Đức Thế Tôn, tại sao cô công chúa Nhật Quang sanh ở trong gia đình đế vương, rồi một thời gian á, chậm á, đuổi nó đi, không cho nó đồng nào đó, mà tại sao mà tiền cũ đó mà bây giờ nhiều? Phật nói hai vợ chồng này có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cái thời quá khứ lâu xa là cô công chúa Nhật Quang là chuyên bố thí chuyên cúng dường, mà ngược lại cái anh chồng này á, ảnh không có chịu bố thí cúng dường gì hết á. Rồi một hôm khi ảnh đi về, ảnh gặp công chúa Nhật Quang cúng dường một ít thực phẩm, một ít dầu cho một vị Bích Chi Phật mà ảnh biết. Ảnh khởi cái tâm lên bực tức, khởi cái tâm nóng giận, và ảnh giật lại, ảnh không cho cúng dường nữa. Nhưng mà trong giờ phút đó vị Bích Chi Phật nó phi hành lên hư không, biến ra 10 pháp biến hóa. Và anh thấy được như thế rồi, anh khởi một cái tâm tịnh tính. Từ đó anh phát tâm, anh bố thí, anh cúng dường. Thì như vậy qua cái phần này quý Phật tử biết rằng khi mình phát tâm mình cúng dường rồi, hoặc mình lấy lại, hoặc là mình hối hận, thì đời sau mình sanh ra đời được nữa. Hoặc là đoạn đầu mình giàu có, đoạn sau mình nghèo khổ, hoặc là đoạn đầu mình nghèo khổ, nhưng mà nhờ mình có cái túc duyên với Phật Pháp, mình biết mình hối hận thì mình làm ăn tiếp tục lên. Trong Kinh Tương Bộ Đức Phật nói vậy nè: này các tỳ kheo, quý như có một người hứa trước Sa Môn, nhớ nha, hứa trước Sa Môn, cúng dường này cúng dường kia mà về không có cúng. Này các tỳ kheo, nếu vị cư sĩ đó sanh bất cứ nơi nào thì vị cư sĩ này làm ăn lúc nào cũng bị thua lỗ hết, không có được thành tựu. Nhớ nha, huống nữa chi là mình cúng đất cúng chùa cái mình giật mà mình trời chịu đó. Rồi vào cái thời Đức Phật, trong Kinh Phou Khứ kể lại có một cái ông trưởng giả là rất giàu có, giàu lắm, mà ông không bao giờ dám ăn một đồng nào hết. Bữa nọ ông đi ngang qua đường, ông thấy người ta làm bánh, ông thèm quá, ông thèm chịu không nổi luôn. Ông về ông nói vợ ông, vợ ông nói trời ơi, nhà mình giàu hết, mình làm bánh hết cái thành này cũng được nữa. Ông nói bà làm gì mà làm hết cái thành. Rồi cuối cùng á, ông lên cái lầu 7 ông làm bánh ít á. Bây giờ có cái tích động bánh ít mà nó luôn. Thì lúc này á, Đức Phật mới muốn giáo hóa ông, cho nên mới sai Tôn giả Mục Kiền Liên đến, dùng tất cả các thứ thần thông mà phun khói phun đồ luôn mà ông chịu cúng dường. Rồi cuối cùng mà phun khói ngợp á, ông nói thôi bây giờ ông cúng một cái thôi, cúng cái ít thôi. Mà do năng lực thần thông của Tôn giả Mục Kiền Liên cho nên ông kéo ra nó dính hết cái rổ bánh luôn. Cuối cùng ông mệt hết chịu nổi, ông cúng cái Tôn giả Mục Kiền Liên nói pháp cho ông, cái ông chứng sơ quả. Rồi ông chứng sơ quả rồi ông ôm hết tất cả bánh ít, ông đến Tinh Xá Trúc Lâm ông cúng dường Phật. Tôn giả Nan mới hỏi Phật nói đời quá khứ ông cúng dường cho một cái vị Sa Môn, cúng xong rồi về ông gác tay lên trán, ông hối hận nói trời sao mình ngu quá, cúng dường chi vậy. Ông hối hận rồi ông than thở, cho nên đời nào ông sanh ra đời giàu có thật nhưng mà xài không được. Nhưng mà nhờ có cái túc duyên cúng dường cho một vị Sa Môn đó, trên đời này ông gặp Thế Tôn. Thế Tôn biết cái nhân duyên ông vào lúc này, vào thời này duyên nghiệp ổng sắp mỏn rồi, cho nên Thế Tôn mới dùng phương tiện độ cho ổng, thấy không? Cho nên mình cúng dường mà mình cái tâm hối hận, cái tâm mà hối tiếc á, là đời sau mình có củ cải mà mình dám xài đó. Quý vị ở dưới này mà củ cải dám xài là biết á, biết hồi xưa chắc cũng làm cái gì, thấy không? Cho nên qua cái phần này đại chúng, tôi nói cho đại chúng một cái điểm nè, là khi mình phát tâm Bồ Đề bố thí hoặc là cúng dường là tâm mình cứ vui, đoạn đầu vui, giữa đường mình cũng nhớ là mình vui, tối mình ngủ mình vui nữa. Rồi mai này mình lên cái chùa Hoằng Pháp, mình thấy là cái tiền của mình cúng dường cho thầy trụ trì, ông xây dựng cho tất cả mọi người cùng tu vui nữa. Mà cái nhân vui này sẽ tạo lên một cái quả thù thắng, là khi mình sắp mất mình nhớ được cái cái phước lực của mình bố thí, cái công đức mình tu tập, chắc chắn rằng mình sẽ, trong Kinh Lăng Nghiêm đó là 10 phương tịnh độ hiện tiền, thích tịnh độ nào vô. Cũng giống như là ngày xưa mà tôi đi qua bên châu Âu tôi giảng, tôi xin visa chỉ bên Pháp thôi, mà tôi qua đó Đức tôi đi cũng được, Thụy Sĩ tôi được, cái gì đi cũng được đó. Nếu tôi có visa rồi, tôi có tiền đi chỗ nào cũng được hết đó. Cũng vậy, với cái tâm tịnh tín, với cái tâm thuần khiết, với cái tâm thuần tịnh mà mình bố thí, mình cúng dường, thì cái công đức này nó rất là thù thắng, là cái nền tảng để cho cái phước lực đời sau, hoặc là mình sắp chết mình tái sanh một cái thế giới nó hoàn hảo hơn. Cho nên Thiền sư Chân Nghiên nói một câu nè: hãy buông bỏ quyến thuộc đi, tiền của trả lại người, nên gìn giữ căn lành, đường hiểm lương thực đầy. Tại sao gọi là đường hiểm lương thực đầy? Đường hiểm là ngày mà mình sắp mất, ngày mình ra đi, đó là đường hiểm. Mà mình có sự gì? Bố thí, sự cúng dường, sự tu tập. Trên con đường giới, con đường định, con đường tệ, nó là cái căn bản, là nền tảng cho cái sự bố thí cúng dường, để mình tu tập cho nó dễ dàng hơn. Cho nên Thiền sư Quỳnh Minh Duyên Thọ nói một câu: hữu quy ti nghị, xả tắc Phật đạo nên thành. Cái pháp này hữu quy thật, nó giả dối thật, nhưng mà bỏ nó đi thì Phật đạo khó thành tựu. Một câu hỏi cuối là tôi mong tất cả quý vị, nếu quý nào mà đã phát tâm rồi, không phải là đời này mình phát tâm đâu, Phật nói ông Cấp Cô Độc mà ông phát tâm, mà ông mua đất mà ông lót về ông cúng, là ông cúng tới 6 vị Phật trước, là Phật này Phật thứ 7 nè. Do cái nguyện lực của ông cho nên ông sanh ra đời đều gặp Phật, ông làm cái việc này. Thì cũng vậy, mình có cái túc duyên, mình mua đất mình cúng dường rồi thì mình phải cho nó tròn, cho nó đủ cái nguyện lực của mình. Đó là cái lời chúng tôi chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, kính thưa đại chúng, qua lời giải đáp vừa rồi cũng đã kết thúc lại chương trình Ánh Sáng Phật Pháp sáng hôm nay. Ban tổ chức chúng con mong rằng qua những lời giải đáp thật ý nghĩa, sâu sắc, cũng như là không kém phần dí dỏm của thượng tọa giảng sư, sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều lợi ích. Và qua đó quý vị có chánh kiến, nhờ có chánh kiến quý vị biết rõ, biết đúng con đường đi và sự thực hành của mình về con đường tu nhân học Phật. Mà con đường tu nhân học Phật của quý vị đúng thì quý vị đời sau kiếp khác sẽ đi đúng về cõi lành, cõi thiện, là nhân quả để quý vị giác ngộ, giải thoát cho đời vị lai về sau. Và chúng con cũng xin thay mặt trên ban tổ chức của chương trình tu học một ngày tại Chùa Hoằng Pháp, xin niệm ơn, kính tri ân trên thượng tọa giảng sư đã không quản ngại đường xá xa xôi từ tỉnh Bình Thuận về đến Chùa Hoằng Pháp, ban bố cho chúng con một thời pháp thoại cũng như giải đáp thắc mắc của quý Phật tử, để từ đó chúng con cảm thấy có lòng tin hơn vào con đường tu nhân học Phật. Và chúng con ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo sẽ tùy từ gia hộ cho thượng tọa lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, Phật sự hanh thông, và mãi là nơi để hàng Phật tử tứ chúng con nương tựa tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.